tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng Công an Nhân dân năm 2024 khu vực phía Nam, được Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đến dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, ông Lê Văn Lâm, Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 100 lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương, các tỉnh thành phía Nam. Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng Công an Nhân dân, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, các học viên được trao đổi các chuyên đề liên quan đến công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, của lực lượng Công an Nhân dân. Các đại biểu còn được trang bị kỹ năng tuyên truyền miệng và xây dựng đề cương tuyên truyền, kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.